Xin chào cả nhà, đây là homestay nha, Gonsi nha cả nhà. Mẹ phở. Này cả nhà mình đi biển. Đó, xa xa là tới biển rồi cả nhà. Ơi. Ở xa xa là biển đó cả nhà. Không, ở Hồng Tây. Đây căn phòng Hồng Tây nha cả nhà. Hồng Tây ở Vũng Tàu á. Mình đi mình nên có ý định thuê con mấy cái căn phòng như vậy nè các bạn. Cả nhà được 2 phòng ngủ. Có nhà bếp ăn. Đầy đủ, tiện nghi không thiếu cái gì luôn nha cả nhà. Đẹp. Mỗi phòng có một cái tủ lớn. Tủ đi rồi. Và thêm hai cái nền sơ cua nếu mà một gia đình đi đông. Cái này ha. Đây phòng vệ sinh cả nhà. Đầy đủ tiện nghi ha. Mỗi phòng đều có một cái. Có bánh mì ăn gì không? Giặt đồ luôn nha cả nhà, không thiếu một cái gì, như một ngôi nhà của mình ở luôn á các bạn. Mà giá cũng rẻ phải chăng, chỉ đi cũng đi thứ bảy chủ nhật, thứ bảy chủ nhật thì giá nó hơi cao thôi. Để con nói có trầm dưỡng đó vậy.
thời gian rảnh ra xem cả nhà ha. Bao nhiêu cảm xúc là đưa vào đây hết luôn á cả nhà. Trên cái vách đá này ở du lịch họ chụp cũng nhiều lắm cả nhà. Đây những hình ảnh con cảm xúc cả nhà nha. Bán giá cũng đúng cả nhà, bán giá cũng tiện đó.